Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái các cái bài tập của cái bài số 8 đúng không nào, bài 53 thì số vàng, cũng như là thầy đã ôn tập một số cái công thức ở trong cái phần ôn tập chương này rồi. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho em cái phần ôn tập của trả lời các câu hỏi lý thuyết, và em cũng bình tĩnh tại vì thầy quay cho các em hiện tại là trên trường thầy hiện tại đang học ở tuần 30 các em ạ. Còn không biết các em là học nhanh hay chậm thầy cũng không biết, nhưng mà thầy do nhiều việc quá thầy cố gắng sắp xếp để quay cho kịp, cho thầy cũng nôn nóng lắm ấy, nên các em thông cảm, hết sức thông cảm cho thầy nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang trả lời câu hỏi 1 nhá. Rồi, chúng ta có câu hỏi 1. Rồi, cái đề bài như sau em. Em thấy rõ phải không? Hãy vẽ đồ thị của các hàm số y bằng 2x mũ 2 với là y bằng là trừ 2x mũ 2. Dựa vào đồ thị hãy trả lời câu hỏi sau. Như vậy thì trước khi trả lời câu hỏi sau thì chúng ta nên vẽ cái đồ thị của hàm số này trước hơn các em ha. Như vậy để mà vẽ cái đồ thị hàm số này thì đầu cái hàm số y bằng 2x mũ 2 với là y bằng âm 2x mũ 2 thì chúng ta sẽ tìm cái tập xác định của nó ha. Tập xác định nó đó chính là d bằng r. Alo, d thuộc r. Nhầm. Được chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lập cái bảng nha. Thầy dùng thước để ký cái bảng để thầy cho cái giá trị tương ứng của nó x với y. Phải không? Rồi, ở đây là x, các giá trị đây, hàm số đầu tiên thầy ghi đây chính là y bằng 2x mũ 2 này, đây chính là y bằng âm 2x mũ 2. Như vậy thì thông thường chúng ta nên cho các giá trị nó sẽ thay đổi từ âm 2 cho tới 2 nha các em nha, là âm 2 này, âm 1 này, 0 này, 1 này, 2, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ thế vào cái hàm số này đầu tiên để chúng ta nhận được các giá trị tương ứng ở đây. Các em hiểu nào? Như vậy thì bây giờ thầy chỉ thế cho các em xem nha. Tại vì những cái này nó thuộc là phần ôn tập, nên là khi thầy dạy thì chắc chắn ta đã biết cái cách vẽ và cách cho điểm rồi, chứ không phải là vừa mới hình thành kiến thức thì thầy sẽ giảng kỹ, nhưng mà đây thì làm hơi nhanh một chút, được chưa nào? Bây giờ âm 2 thế cho chỗ đây. Như vậy âm 2 thế vô ở x mũ 2 đây. Như vậy âm 2 mũ 2 thì bằng 4, 4 x 2 thì chỗ đây là bằng 8. Các em không tính nhẩm được thì các em sẽ bấm máy tính, các em được chưa? Âm 1 thế cho đây thì nó vẫn bằng 1, 2 x 1 là bằng 2. Ok. 0 vô đây thì bằng 0, 2 x 0 thì vẫn bằng 0. Đó, chắc chắn đây sẽ là gì? 2 và đây 8. Được chưa? Tiếp tục thế vô chỗ đây để nhận các giá trị, 5 giá trị ở đây. Ok, như vậy âm 2 thế vô đây thì nó vẫn ra được là 4, âm 2 x 4 là âm 8. Đây chắc chắn là âm 2 này các em, 0. Ha? Đây gì cũng là âm 2. Đó nào, đây là gì? Âm 8. Sau khi chúng ta đã cho các cái giá trị này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ theo tương ứng các giá trị này. Chắc chắn là cái hàm số y bằng 2x mũ 2 này thì cái đồ thị của nó sẽ quay ngược lên phía trên. Hao nào. Đó, điểm tọa độ 0 là điểm gì? Nhỏ nhất. Còn cái đồ thị hàm số y bằng âm 2x mũ 2 thì nó sẽ quay xuống dưới, nằm ở phía dưới trục hoành, và nó lấy ô này là điểm lớn nhất tọa độ, không nào? Thì cái này chúng ta đã biết rồi. Ok, như vậy thì căn cứ vào đó thì chúng ta nên vẽ ở hai chiều, mà ở đây tung là 8 với âm 8 thì chắc chắn nó cũng hơi dài một chút nha các em. Các em hiểu không? Nếu mà vẽ một cái thì nó ngắn, nhưng mà đây thì nó hơi dài một xíu. Ok, ở đây là tung độ nữa em, ô này, hoành độ này, thấy chưa? Bây giờ thầy sẽ chia nhé, 1, 2, 3, 4 ha, 1, 2, 3, 4 đi, tương tự như vậy thì đây là âm 1, âm 2,
Ở đây ở trong vở của các em ấy có các cái ô sẵn rồi, thì cứ một ô như vậy là các em chia một đơn vị hoặc là hai đơn vị thì tùy, nên cái việc chia trong đó nó rất là chuẩn các em ha. Chuẩn ở đây thầy chia thì nhiều lúc thầy sợ chưa chuẩn lắm, một sợ không đủ cho các em, hai ba bốn năm sáu bảy không đủ rồi. Chắc là một ô ở trên trục trục tung đây là hai đơn vị đây, như đây hai này, bốn này, sáu này, tám ha. Như vậy thì đây sẽ là âm hai nha, âm bốn, tại vì nếu thầy chia kia cũng được nhưng mà thầy sợ thầy quay cái em không thấy, không 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 rõ được cái em ạ. Đây mười. Ok, bây giờ cặp đầu tiên đó chính là x bằng âm 2, y bằng 8. X bằng âm 2, y bằng 8 thì đây các em. Chắc chắn khi chúng ta vẽ thì nó qua chỗ số 2 này luôn nhé. Đây các em. Chắc chắn hai điểm đối xứng qua trục tung không nào? Nghĩa là thầy đang vẽ cặp này nè, âm 2 với 2, âm 2 8 với 2 8 là vị trí này đây nha. Tiếp tục âm 1 2. Âm 1 2 ở đây kìa. Chắc chắn ở đây là chỉ là 1 với 2. Đó. Góc tọa độ ô là đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ các em ha. Đáng lẽ phải có parabol các em ạ, nhưng mà thầy chưa. Chưa mua kịp. Nhiều việc quá. Thầy thì có thước gỗ dày ở trên bảng, nhưng mà dày ở đây thì kích thước nhỏ ở chỗ thầy cũng không có bán em. Chúng ta nếu có thước thì đó các em, quan trọng là các em biết cách làm á, còn cái việc vẽ này thì tùy các em vẽ đi qua các cái điểm này đó. Thầy thì vẽ ở trong đây quay cho các em nó hơi xấu, thầy vẽ trên bảng thì cũng ok lắm cho có thước rồi, được chưa? Thì đây chính là cái đồ thị hàm số y bằng 2x mũ 2 này nha. Rồi tiếp tục bây giờ thầy sẽ vẽ cái đồ thị hàm số y bằng âm 2x đó. Như vậy bây giờ âm 2 thì âm 8, âm 1 âm 2, như vậy vì cái cặp đầu tiên là âm 2 âm 8 trước, chắc chắn là ở phía dưới đây các em đó, âm 2 này canh cho nó song song với trục tung này các em. Này canh song song với trục hoành ha, thế vậy chứ vĩ lâu đó. Tiếp tục ở đây âm 1 với âm 2, 1 với âm 2, vậy chứng tỏ ở đây đối với các em đã giỏi rồi thì thầy nghĩ mấy cái này nó dễ, còn bạn nào mà chưa biết thì xem lại kỹ hơn nữa thì vào clip ở cái bài này. Thì dạy này thì xem ha. Đây, đâu. Rồi, bây giờ thầy sẽ tiến hành quỷ ha. Ok, một nhánh ha. Là mình sẽ phát thảo một tí.
Đó. Ok, đây chính là hàm số y bằng âm 2x mũ 2. Được chưa? Đây nha. Rồi, cho điểm này, vẽ hình này. Ok. Được chưa các em? Hơi xấu xíu thông cảm nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành trả lời các cái câu hỏi này. Nếu mà A lớn 0 thì hàm số y bằng 2x mũ 2 đồng biến khi nào, nghịch biến khi nào? Thì đây các em, cho em biết luôn. Đây, câu trả lời nằm ở đây, chỗ đây nha. Đây, nếu như mà cái hàm số A lớn hơn 0 thì hàm số nghịch biến khi x nhỏ hơn 0, đồng biến khi x lớn hơn 0, và nó giá trị nhỏ nhất của hàm số đạt được khi x bằng 0. Ngược lại thì khi hàm số A nhỏ hơn 0 thì cái hàm số đồng biến khi x nhỏ hơn 0, nghịch biến x lớn hơn 0, nghĩa là ngược lại phía bên đây, và x bằng 0 này đó chính là giá trị lớn nhất ha, giá trị nhất là y bằng 0 khi đạt giá trị tại x bằng 0. Như vậy thì câu trả lời đó là nằm ở chỗ đây và chỗ đây nha các em nha, nên là thầy không cần ghi mà thầy chỉ chỗ để cho các em biết để mà trả lời. Ok, chúng ta quay lại nha, quay lại câu hỏi tiếp theo nha, hiểu không? Rồi, ở cái câu B người ta hỏi các em là cái đồ thị của cái hàm số y bằng ax mũ 2 có những đặc điểm gì, trường hợp là a lớn hơn 0 còn a nhỏ hơn 0. Rồi, có điểm đặc biệt này là các em này, ok, đây chính là điều đặc biệt chúng ta cần trả lời nhé. Ở cái phần nhận xét này, thứ nhất là nó đi qua góc tọa độ này và nhận trục OI làm trục đối xứng này, đường cong đó gọi là một parabol với định O. Nếu mà a lớn không thì đồ thị nằm phía trên trục hoành đây. Nếu như cái hàm số, cái hệ số a của nó đây chính là a này, là 2 này, là lớn không này, thì cái đồ thị của nó nằm phía trên trục hoành và nó nhận điểm O này này, thì đó chính là cái điểm thấp thấp nhất. Còn ngược lại, nếu a mà nhỏ hơn không ở trường hợp này thì nó nằm phía dưới trục hoành và nó nhận cái điểm O này là điểm cao nhất, thấy chưa? Đó, em hiểu không nào? À, đây chính là câu trả lời cho cái câu B đấy nhá, câu B. Ok chưa? Rồi, chúng ta đi sang câu tiếp theo nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái câu thứ hai các em nhé. Đối với cái phương trình bậc 2 ax mũ 2 cộng bx cộng c lần 0, hãy viết công thức tính delta delta phẩy. Rồi đây các em, dầu quyển sách nó cứ nó ấy nên là. Rồi bây giờ thầy sẽ viết lại công thức tính delta và delta phẩy cho em nhớ nha. Hai công thức này bắt buộc chúng ta phải thuộc các em nhé. Bây giờ công thức tính delta thì ở đây chúng ta sẽ có là b mũ 2 trừ cho 4a ac. Còn đối với tính delta phẩy á, thì sẽ bằng b phẩy mũ 2 trừ cho ac. Trong đó thì b phẩy này này sẽ bằng b chia 2. Nghĩa là thầy đã nói với em là nó áp dụng với những số chẵn. Những số chẵn ví dụ 2, 4 hay là 6, 8 gì đó ha. Ok. Khi nào thì phương trình vô nghiệm ha. Phương trình vô nghiệm phương trình vô nghiệm khi nào nào? Khi cái thằng delta này nó nhỏ hơn không, hoặc là ta tính delta phẩy này nhỏ hơn không thì nó sẽ vô nghiệm, được chưa? Tiếp tục, khi nào phương trình có hai nghiệm phân biệt, viết công thức nghiệm. Như vậy thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thì đó chính là delta lớn hơn không hoặc là delta phẩy lớn hơn không. Thôi nào, thầy kê để chờ giờ viết cho các em nha. Thì cái này chắc có lẽ các em cũng thuộc công thức rồi đúng không nào? Như vậy thì đối với cái trường hợp này á, đối với trường hợp delta lớn hơn không á, thì chúng ta có x1 sẽ bằng trừ b cộng căn 2 của delta chia cho 2a. Thôi nào, x2 á thì sẽ bằng trừ b trừ căn 2 của delta chia cho 2a. Còn đối với cái anh delta phẩy này thì chúng ta có x1 sẽ bằng trừ b phẩy cộng căn 2 của delta phẩy trên cho a thôi.
Được chưa? Còn x2 sẽ bằng trừ b phẩy trừ căn 2 của delta phẩy trên cho a. Đó. Còn đối với cái phương trình có nghiệm kép thầy cũng trả lời luôn ha. Cái này bắt buộc chúng ta phải thuộc lầu nha các em nhé. Như vậy thì phương trình có nghiệm kép thì cái trường hợp này thì nó sẽ là delta sẽ bằng 0. Còn này là delta phẩy sẽ bằng 0. Nếu anh này thì chúng ta có x1 bằng x2 sẽ bằng trừ b trên 2a. Còn anh đây x1 bằng x2 sẽ bằng trừ b phẩy trên cho a. Đó. Thực sự là công thức này chúng ta đã nắm rồi. Có đúng không em? Đấy. Ok. Rồi. Chúng ta đi sang câu tiếp theo nhé. Rồi câu số 3 các em ạ. Viết hệ thức VS đối với các nghiệm của phương trình bậc 2. Hệ thức VS thì chúng ta đã nắm rồi. Đó, đây. Hệ thức VS này. Theo VS này các em thì chúng ta có tổng và tích không nào? Tổng thì nó x1 cộng x2 sẽ bằng gì, và x1 nhân x2 sẽ bằng gì. Như vậy x1 bằng x2 sẽ bằng là trừ b trên a, còn x1 nhân x2 là bằng c trên a. Được chưa? Nêu điều kiện để phương trình a mũ 2 b bằng 0 có một nghiệm bằng 1. Có một nghiệm bằng 1 nghĩa là cái điều kiện của chúng ta, cái điều kiện ở đây nghĩa là chúng ta có cái hệ số a cộng b cộng c như nào bằng 0. Thì khi đó nên là nó có hai nghiệm, nghiệm x1 sẽ bằng là 1 và x2 sẽ bằng c trên a. Đó nào. Và bây giờ người ta yêu cầu các em tính nhẩm cái nghiệm của bài đây. Thì các em thấy là hai anh đây cộng lại là bằng bao nhiêu? Cái hệ tính nhẩm cái phương trình này. Thầy ghi lại phương trình này nè, 1954 mũ 2 cộng 21x trừ 1975 bằng 0 ha. Như vậy thì ở đây các em thấy hệ số a của chúng ta là bằng 1954 này. B là bằng 21 này. C là bằng âm 1975 này. Thì các em thấy rằng là gì? Ta có phải a cộng b cộng c sẽ bằng 1954 cộng 21 cộng đây âm 1975 thì bằng 0. Có đúng chưa nào? Nên là chúng ta có x1 vậy nên được em, và x1 thì bằng 1, x2 thì bằng c trên a, thì c chúng ta là âm 1975, chúng ta chia cho 1954 c trên a là kem. Đó. Hiểu không nào? Ok chưa? Rồi, chúng ta đi sang câu tiếp theo nhé. Tiếp mà nêu điều kiện phương trình này có một nghiệm bằng âm 1. Khi đó tính công thức, viết công thức thứ hai và áp dụng tính cái này. Như vậy thì ở đây cái điều kiện của chúng ta ấy, cái điều kiện của chúng ta ở cái trường hợp thứ hai tính nhẩm các em, nó có a trừ b cộng c thì bằng 0. Thì khi đó nên là cái một nghiệm của nó là x1 sẽ bằng âm 1, x2 sẽ bằng âm c trên a. Được chưa? Đó. Bây giờ người ta yêu cầu người ta tính nhẩm cái nghiệm của bài đây. 2 lĩ 5 cộng 1 cái phương trình ta 2105 x mũ 2 cộng 1 lĩ 4 1 lĩ 4 x trừ 1901 đó. Bằng 0. Thì khi đó thì cái hệ số a của chúng ta ở đây là 0.05, b là 1.4, c là bằng âm 1901. Như vậy chúng ta có a trừ b ha, cộng c sẽ bằng a chúng ta là 2005 trừ b, mà b chúng ta là đây 4, và trừ tiếp 1901 thì kết quả này sẽ bằng 0. Đâu nào, đây ta có này. Như vậy chúng ta có một nghiệm x1 sẽ bằng âm 1, x2 là bằng âm c trên a. Như vậy c của chúng ta là đây, mà âm này trong công thức như vậy âm thì âm là dương đấy các em ạ. Các em rất là dễ bị nhầm ở chỗ đây nha các em.
Như vậy âm thì âm, thành dương 1901 trên 2005. Đó. Được chưa? Rồi, các em xem lại một lần nữa. Bài đây. Rồi, chúng ta đi sang câu số 4 nhé. Rồi, câu số 4 em. Nêu cách tìm hai số biết tổng S và tích B của chúng. Như vậy thì tổng ở đây thầy nói là ví dụ như là U cộng V thì bằng S đi, với lại U nhân V thì bằng B, thì nó sẽ thỏa mãn cái phương trình, thỏa mãn cái phương trình sau các em, nghĩa là x mũ 2 trừ SX cộng B bằng 0. Thầy lỗi em, cho thầy có điện thoại. Rồi, như vậy thì nó sẽ thỏa mãn cái phương trình này các em. Sau đó các em thế vào đây, chúng ta giải ra. Thấy không? Giải ra thì nó cũng có ba cái trường hợp đấy các em. Không? Như vậy thì nếu delta hay delta phẩy đó mà lớn hơn 0 thì nó có hai nghiệm, rồi delta phẩy bằng 0 thì có nghiệm kép, còn delta thầy nói delta mà nhỏ hơn 0 thì vô nghiệm, nó không có số nào hết. Nếu mà delta lớn hơn 0 thì nó chỉ có hai nghiệm, thì nó có hai số đó chúng ta thế vô. Hiểu được chưa nào? Thì cái việc này rất là dễ rồi. Bây giờ áp dụng để làm câu A này chúng ta sẽ biết nhá. Ok, như vậy chúng ta có câu A này. U cộng V thì bằng 3, U nhân cho V thì bằng âm 8. Như vậy U cộng V đây là tổng, đó chính là S, thì đây chính là B. Hiểu nào? Thì bây giờ chúng ta thế cho chỗ đây. Như vậy thì thỏa mãn cái phương trình, thỏa mãn phương trình là gì nào? Là x mũ 2 ha, trừ S mà S chúng ta là 3 này. Như vậy thì trừ 3 x cộng B mà B chúng ta âm 8, nghĩa là trừ từ 8 bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ tính delta nha. Cái này delta chúng ta không thể bằng delta phải được. Như vậy đây là số lẻ. Vậy delta thì sẽ bằng là gì? Âm 3 mũ 2 trừ 4A là 1, C là âm 8 ha. Âm 3 mũ 2 là 9, trừ với trừ thành cộng này. 4 8 32. 32 với 9 là bao nhiêu? 41 các em. Cái này lớn hơn 0. Phải không nào? Thì nó sẽ có hai cái nghiệm phân biệt. Như vậy x1 của chúng ta sẽ bằng là gì? Trừ, phải không em? Trừ với trừ thành cộng B các em. 3 cộng kem 2 của 41 trên cho 2a là 2. Phải không nào? Và x2 của chúng ta sẽ bằng là gì? 3 trừ căn 2 của 41, 41 thì nó không chẳng hết các em ạ. Sau đó chúng ta kết luận vậy hai số, nhớ cái này phải có sự kết luận nha em, cần tìm là không nào. Như vậy thì chúng ta có U bằng 3 cộng 41 trên 2, thì V nó sẽ bằng là 3 trừ căn 2 của 41 trên 2 và ngược lại. Hoặc ta luôn luôn có hai trường hợp nha các em nha. Hoặc là U của chúng ta sẽ bằng 3 trừ căn 2 của 41 trên 2, thì khi đó V thì ngược lại 3 cộng. Đó. Em hiểu không? Ok. Các em nhìn một xíu đi, rồi thầy sẽ làm cho các em câu B nữa. Đó. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái câu B nhé. Trường hợp thứ hai là câu B là U cộng V thì bằng âm 5, U nhân V thì bằng 10. Thì U cộng V chúng ta đây chính là S, đây là B, là thỏa mãn cái phương trình sau. Như vậy thì x mũ 2 trừ cho S, hả nào, trừ với trừ này các em, trừ cho S mà đây có thêm trừ này, thì trừ trừ thành cộng. Như vậy đây là 5, 5X trừ cho cộng cho B các em, đây chính là 10 bằng 0. Ta sẽ tính delta các em, delta sẽ bằng 5 mũ 2 trừ 4AC, không? Nhưng mà đây 25 trừ đây 40 bằng âm 15, thì cái này nhỏ hơn 0, phương trình vô nghiệm.
phương trình vô nghiệm. Sau đó chúng ta kết luận luôn là vậy, không không tìm thấy hai số U và V để thỏa mãn. Bài toán trên. Được chưa? Thỏa mãn. Bài toán trên. Ok. Vô nghiệm thì chúng ta kết luận không tìm thấy ha các em ha. Rồi, chúng ta đi sang câu số 5 nhé. Câu số 5 của chúng ta là người ta yêu cầu là nêu cách giải phương trình trùng phương các em. AX mũ 4 cộng BX mũ 2 cộng C bằng 0. Thì gặp cái trường hợp này ngay lập tức chúng ta đặt cho các em nha. Đặt T bằng X mũ 2. Cái điều kiện của chúng ta là T phải lớn hơn bằng 0 nha. Được chưa nào? Đó, T lớn bằng 0. Thì khi đó chúng ta sẽ đưa về cái phương trình A T mũ 2 cộng B T và cộng C bằng 0. Sau đó giải giải để suy ra T. Không nào? Có T chúng ta thế vô chỗ đây. Giải và thế vô và thế vào. Thế vào cái chỗ T bằng X mũ 2 để chúng ta suy ra X. Sau đó là ở đây nhớ là đối chiếu điều kiện anh em nha. Nếu mà số âm thì các em loại nha. Điều kiện số âm thì loại. Sau đó chúng ta kết luận nghiệm, kết luận số nghiệm của nó. Thông thường cái bài này nó có 4 nghiệm anh em, tại vì nó x mũ 4 mà. X mũ 4 thì thông thường nó có 4 nghiệm đó. Được chưa? Quá rõ ràng, quá dễ hiểu đúng không em? Thì giống như thầy đang ôn tập học kỳ của em rồi đấy, cũng khác gì đâu, đang hệ thống hóa kiến thức lại cho các em đấy nhá. Còn nội dung kiến thức từng bài thì các em sẽ cứ xem từng clip các em yếu chỗ nào thì dù yếu về phương trình trùng phương thì em vào cái phần đó, phần clip trước để chúng ta xem các em hiểu ý thầy nói nè. Rồi như vậy thì tới đây thầy xin tạm dừng. Còn cái công thức, các cái công tóm tắt công thức ở trong đây với lại ở phía bên đây thì chúng ta thầy đã giới thiệu trong clip trước rồi, chúng ta vào đã xem nhá. Còn trong quá trình ôn tập mà cái gì chúng ta yếu chỗ nào thì chúng ta ôn lại chỗ đấy, nhớ như vậy thôi. Ok, thì trong clip tiếp theo thầy chỉ quay cho em ở cái phần bài tập, nó cũng khá là nhiều bài em, mà đối với kiến thức lớp 9 thì nó nhiều, không thể nào đi nhanh được em ạ. Làm từ từ em nhớ nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo nha.